xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một chiếc xe máy đồ chơi mọi người nhá, rất là xinh mời ạ. Như các bạn thấy thì trên tay mình đang cầm một chiếc xe máy đồ chơi với màu sắc là màu xanh và màu trắng mọi người nha. Ở đây thì có cái yên màu đen này rất là xinh cho mọi người ạ. Dáng xe này thì giống cái dáng xe cổ ngày xưa của mình đó mọi người. Nó rất là xinh mọi người nha. Cái này thì nó có 3 bánh mọi người. Vì là xe máy đồ chơi nên là nó sẽ phải thiết kế làm 3 bánh để giúp cho chiếc xe nó có thể cố định và nó giữ được thăng bằng mọi người nha. Xe này thì chạy bằng cốt mọi người nha. Mọi người chỉ cần kéo ngược lại thì xe sẽ chạy bằng cốt mọi người nha. Rất là dễ thương mọi người ạ. Một chiếc xe đơn thuần đó mọi người ơi. Nhìn rất là cổ luôn, rất là xinh, màu sắc thì rất là xinh mọi người ạ. Họa tiết của nó này, cái xe này là một xe máy đồ chơi dành cho các bé mọi người nhé. Các bạn có thể mua phân loại này ở những cái nơi mà người ta chuyên bán đồ chơi trẻ em, hoặc là các bạn có thể mua ở trên Shopee nha. Họa tiết là sư tử nha mọi người, một bạn là sư tử rất là xinh mọi người ạ. Đây là chiếc yên của nó mọi người này, với màu sắc là màu đen mọi người này. Đóng cửa lại đi Linh. Đi ra đi cô, đóng cửa lại một cùng. Ở đây thì nó không có biển số xe mọi người ạ. Thì cái này nó chỉ là đồ chơi thôi, đồ một chiếc xe máy mô hình thôi, đồ chơi của các em bé mọi người nha. Cô sao đóng cửa lại đai vô vô hẳn. Mọi người có thể tham khảo phân loại xe máy mô hình này về cho các bé nhà mình nha. Mua cho các bé nhà mình chơi mọi người nha. Nó được chạy bằng cốt nên là mọi người có thể kéo ngược nó về lại và nó sẽ tự chạy lên mọi người. Khá là xinh mọi người ơi. Màu sắc rất là hài hòa mọi người ạ. Sự kết hợp tinh tế giữa màu trắng và màu xanh lá cây của mình. Tiết của nó cũng khá là bé, nó không to đâu mọi người ạ. Mọi người ăn trước mắt cô thử dư kéo không?
Chiếc xe này thì gầm của nó khá là thấp mọi người nhé. Như mọi người thấy thì chiếc xe này gầm rất là thấp mọi người. Nhìn chiếc xe này rất là đẹp mọi người. Rất là chắc chắn, nó là chạy bằng cốt mọi người. Đây là chiếc chiếc yên dùng để ngủ nha mọi người. Rất là xinh mọi người. Rồi có thể tham khảo phân loại này cho các bé nhà mình chơi nha. Các bạn mà không có thời gian đi mua thì các bạn có thể lên trên Shopee và bấm xe máy đồ chơi thì nó sẽ ra rất là nhiều các phân loại như thế này mọi người nha. Nó sẽ ra hình ảnh, ra hoặc ra giá nha, mọi người có thể tùy chọn cho mọi người ạ. Người ta sẽ ship về cho các bạn nếu các bạn không muốn đi mua. Món đồ chơi này thì nó thích hợp cho cả bé trai và bé gái mọi người nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.